đoán năm sinh của TikToker. Trời ơi! Trời ơi! Trần Thanh Tâm sinh năm 2000. 96. 99 à? Chắc không ai. Em mà sai anh đánh nhá. 95 ạ. Em đoán là 99. Ủa? Ủa? 97 ạ. Dạ sinh năm 98. À Racing Ngô bữa cho cô nói rồi. Biết. 99. 2000. Dạ sinh năm 99. 97. 98. 97 đi ạ. 96 ạ. Xin sinh năm 99. 97 ạ. 2K3. 24. 2K5. Ồ, 2K5 rồi mà. 2K4. Nhìn bộ phận đoán tên TikToker. Võ Huy. Hả? Ca sĩ Honey Lê Bảo Hưng. Gì tồ hả? Lê Bóng. Trời ơi. Môi này là chưa làm nè. Trà Đắng. Võ Huy đi. Con trai, cái này mũi con trai nha. Phải không? Phan Dầu. Xin. Con trai, cái này mũi con trai nha. Lê Trúc Phương. Cho cô. À, anh Lâm Chun. Sao mua đẹp vậy? Anh vẫn thích ăn ngon. Anh này là anh Kha Duy Lê. À, Đồng Hương. À, Racing O. Thấy vậy, sao nhìn ra được, thấy vậy? Phạm Vinh đúng không ạ? Đó, hay quá, cười quá, trời cười luôn mà. Khải Cà Khế. Trời ơi, tức chưa. Thử thách đoán tên thật người nổi tiếng. Mai Hùng đâu? Rồi, Lê Tuấn Thành. Lê Tiến Thành. Đoán giá túi hiệu của Ngọc Trinh. Thôi mệt, tỷ 7. 2 tỷ. Tầm 20 tỷ. 17 tỷ. Tôi được quyền trợ giúp của anh Vĩnh là 14 tỷ. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? 50. 100 triệu. 20. 70 triệu. 150, 160 triệu. 155. 50 thôi. Túi 150. Hồng. Túi hồng mắt nha. 80. Không làm mắt chưa? 950. Không mà xém à. Đó rồi, để đoán nè. Đoán nè, chưa đoán luôn. Trời đất ơi, bao nhiêu ta? Màu hồng cánh sen này hả? 1 tỷ gửi, 10 triệu. Ừ, cái này coi rồi nè. 200. 400. 208. Tầm 40. Mình tính 5 triệu là rẻ em á. 700. Sao, bán không? 300 gửi. 500. Gái thẳng đoán tuổi trai Hàn. 32 tuổi. Theo tôi nhớ là anh Chi Đi sinh năm 88. 34 hả? Trời ơi, chẳng biết. 36. Trời ơi, anh tới ngủ. 28. Để tôi. 30. 26 nha. 35 ạ. 32. Ủa, Ly Dương Quốc là 4 mấy hả? 32 hả? 40. 38. 38. 38. Chết, cái này không biết, thầy luôn á. 33. 36. Ủa? 35. Thử thách đoán tên phim Hàn Quốc. Mặt trời này, từ. Âu dễ mặt trời. Quá dễ. Goblin. Goblin gì vậy? Không biết.
Hôm sau cha cha cha. Hả? Nghe nè. Cô nàng cử tạ kim búp chu. Rồi phim gì vậy? Phim gì hả? Ây da. Vẫn là hội. Hạ cánh đây anh. Moon Lover người tình ánh trăng. Trời ơi phim gì vậy? Ây da. Hẹn hò chống công sở. Never the less. Không, tôi biết, nhưng mà từ từ. Gì hao nè, cái gì ta? Ngôi nhà hạnh phúc hả? Nope. Hey. Cuộc chiến thượng lưu penthouse. Tôi sẽ đón đại bác sĩ áo blue. Trận chiến của những bác sĩ. Rõ ràng là bước cái này nhớ là về cái quên nè. Tiếng này em biết, trình từ bác sĩ. Đoán giá outfit Sơn Tùng. Mạnh dạn đoán 300. Xem này cho 150. Có nhiều là đây, đây 350. Quýnh đi. 150 xíu thì chắc là 170, 160, 165. Yeah. U chỉ 100 triệu. 250 triệu. Cái này hả? 80. Quýnh đùng đi, quýnh đùng đi. 25. Quýnh đùng đi. Ủa? 60. Wow. 75. 95. 60 triệu. Đúng, sao vậy đó? Đúng không? 100 ngữ, 16. 95. 107. 20, không 20 mà không đổi. 35. Ủa? 47. 50 triệu. 55 đi, cho nó trên lệch đi. 300. 250. Đây là gần 200. Đúng. 235. Ủa?